À vâng, xin chào các bác. Em lại về tiếp một lô bằng một nước. Cái lô này nó lẻ lẻ, bao gồm 27 chiếc. Dòng băng một nước được mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Đối với cái lô này, bao gồm 27 chiếc, thì em sẽ dành quyền ưu tiên cho một anh khách quen ở thành phố Hồ Chí Minh, một anh khách quen có tên là Bá Châu. Vâng, anh Bá Châu. Em sẽ dành quyền ưu tiên cho anh Bá Châu được phép lựa chọn trước. Trừ khi anh Châu không lấy thì em mới bán cho người khác. Với cái lô 27 cuốn này, em sẽ để cho anh Châu với một cái mức giá hết sức là mềm mại, 700.000. Em xin nhắc lại, 27 cuốn 700.000. Trong số 27 cuốn này thì có 5 cuốn đầu tiên về giá trị kinh tế nó cũng đã xứng đáng là 500.000 rồi ạ. Số còn lại thì có 2 phần 3 là những cuốn có chất lượng, 1 phần 3 còn lại là xa cạ. Em cũng phải nói thật lòng như vậy. Và dù có thế nào thì bây giờ anh em chúng ta sẽ bỏ thời gian ra đi soi từng cuốn một. Chơi những dòng băng một nước của Nhật là một cái cuộc chơi sưu tầm. Chúng ta càng có nhiều thương hiệu càng tốt. Chúng ta sẽ đến với cuốn đầu tiên. Đây là những cuốn có giá trị. Vâng, đầu tiên là một cuốn của hãng Asia, dòng băng chất lượng cao, tên mã GTLX 60, băng tiếp 1. Những cuốn như thế này, các bác mà đi lùng mua ở thị trường ấy, không bao giờ dưới 100 ngàn đâu ạ. À. Dòng băng 2 Dynamic Range, có nghĩa là nó có cái biên độ âm thanh nó rộng hơn so với những dòng băng thông thường nha. Như vậy, chúng ta có cuốn chất lượng đầu tiên của hãng Asia bằng 60 phút. Chúng ta đến với cuốn thứ hai, một cuốn của Sony. Đây cũng là một cuốn có chất lượng cao. Một cuốn của hãng Sony dòng ES1 băng 46 phút thôi. Nhưng đây là dòng băng chất lượng cao. Rất khó để mua những cuốn này ở trên thị trường nha. Tuy chỉ là băng 46 phút nhưng giá nó không bao giờ dưới 100 ngàn. Băng còn cực đẹp. Như vậy là chúng ta có hai cuốn băng chất lượng cao. Tiếp tục. Vâng, chúng ta có một cuốn của Maxell, một cái thương hiệu vô cùng quen thuộc tại Việt Nam. Đây là một cuốn Maxell UD2 bằng 50 phút, gần như mới. Đẹp miễn bàn. Những cái cuốn UD2 như thế này, giá thị trường không bao giờ dưới 100 ngàn các bác nhé. UD1 đã có giá rồi, đây là UD2. Tiếp tục, vâng, chúng ta đến với một cuốn của hãng TDK. Và cuốn này thì không bao giờ dưới 100 ngàn. Đơn giản thôi, đây là băng 120 phút. Gần như mới tinh. Không biết ở đời chủ cũ người Nhật nó dán cái gì. Gần như mới tinh. Băng 120 phút của hãng TDK. Cuốn này thì không bao giờ dưới 100 ngàn. Tiếp tục. Vâng, rất may mắn chúng ta lại có một cuốn nữa 120 phút của TDK. Về độ mới không thua kém gì cuốn vừa rồi. Đó.
Báo cáo với anh Bá Châu là trong lô này thì có 5 cuốn băng, nó rất có giá trị về mặt sưu tầm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cuốn khác. Vâng, chúng ta có một cuốn của TDK, dòng băng cổ, băng 60 phút, tiếp 1. Trên băng hình như là chủ cũ người Nhật, nó ghi nhạc của thằng cha Richard Clayderman. Thằng cha này em không quen, hình như nó là người Tây, chưa mua của em cái gì. Tóm lại là Richard Clayderman không phải là khách hàng của em, do vậy em không quan tâm. Tiếp là chúng ta có một cuốn của hãng Toshiba, dòng FS, băng 60 phút. Băng còn rất đẹp, yên tâm nha. Tiếp tục, chúng ta đến với một cuốn của hãng Daikin, băng 90 phút, Japan xịn, dây băng còn đẹp. Cũng không rõ là đời chủ cũ người Nhật nó ghi cái khỉ mẹ gì. Cái mà em dám bao đó là băng một nước mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Chúng ta đến với một cuốn Hoa lá cành, băng 90 phút, dây đẹp, óng ả, không rõ thương hiệu. Tiếp tục, chúng ta lại có một cuốn của hãng Toshiba, dòng FS, băng 60 phút, có lọc nhiễu giải thấp, băng đẹp. Cái dòng mà có cái dấu đỏ này thường là những cuốn có chất lượng nha. Tiếp tục, chúng ta có một cuốn của hãng Fujifilm, băng 90 phút, đời chủ cũ người Nhật nó ghi nhạc của thằng cha gì Benny Goodman. Dòng băng Super Loud Noise, Made in Japan, siêu lọc nhiễu giải thấp. Đây là dòng băng cổ, còn đẹp. Khi mình chơi sưu tầm, mình phải có nhiều. Vâng, đây có một cô đang trồng mông. Let's dance. Đấy là vỏ thôi, còn ruột bên trong thì không biết. Vâng, đây là cái dòng băng mà có sẵn chương trình gốc nha. Nó ghi cái gì em không biết đâu ạ. Em chỉ bao đẹp thôi. Tiếp tục, chúng ta đến với một cuốn thương hiệu hơi lạ. Băng 60 phút, dòng có lọc nhiễu giải thấp và chắc chắn vẫn là băng Nhật xịn nha. Dây băng còn đẹp. Cũng chẳng thấy đời chủ cũ người Nhật nó ghi cái gì. Khả năng là băng trắng. Tiếp tục, chúng ta đến với một cuốn ghi bên ngoài là DJ, băng 60 phút, dây băng còn rất chi là ổn. Những cuốn như thế này thì em tạm gọi là sa cạ nha. Vâng, chúng ta có thương hiệu Toshiba Bombit quen thuộc. Vỏ thôi ạ. Một cuốn của Toshiba dòng TS, băng 60 phút, có lọc nhiễu giải thấp. Băng đẹp miễn bàn. Vâng, chúng ta có một cái vỏ đầy màu sắc, compact cassette,
Thương hiệu này em không đọc được. Băng 60 phút. Đó, cuộc chơi của chúng ta bắt đầu xôm rồi đây. Những cuốn như thế này thì báo cáo các bác em gọi là sa cạ nha. Chúng ta lại tiếp tục đến với một cuốn của hãng Daiso. Daiso băng 60 phút băng tip 1. Dây băng còn đẹp, yên tâm. Tiếp tục chúng ta đến với một cuốn khác. Đây là một cái thương hiệu khá lạ, IMT băng 60 phút. Dây băng còn ổn, băng còn mướt mà thậm chí là chưa thấy đời chủ cũ người Nhật nó ghi thông tin gì. Tiếp tục chúng ta đến với một cuốn chưa rõ tên thương hiệu. Chỉ biết là băng 60 phút, dây băng còn đẹp, mướt mát, mướt mượt mượt. Yên tâm. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với một cái thương hiệu khá lạ, nhưng mà của Nhật, Japan. Thương hiệu GES, làm nồi 2 output. Trông còn khá là ổn. Những cái cuốn như thế này thì em tạm xếp vào phân khúc sa cạ nha, vì cái thương hiệu nó cũng không mạnh lắm. Vâng, chúng ta lại có một cuốn của hãng Daiso băng 90 phút. Đẹp, yên tâm. Chủ cũ người Nhật chưa thèm ghi chữ gì vào đây. Có thể đây là băng trắng. Tiếp tục chúng ta đến với một cuốn của hãng TDK, dòng băng cổ của TDK băng ADC60. Còn đẹp đây ạ. Băng tip 1 120 micro giây, made in Japan nha. Dòng của TDK thì không thể gọi là sa cạ được, bởi vì TDK là một thương hiệu mạnh. Tiếp tục chúng ta đến với một cuốn tạm gọi là sa cạ băng 60 phút. Dây băng còn mướt mượt mượt nha, rất mướt. Tơ mảnh mảnh, mướt mượt mượt. Đẹp, miễn bàn. Vâng, chúng ta lại có tiếp một cuốn của Toshiba băng 60 phút dòng FS. Nói chung là những cái cuốn một nước kiểu này, nhất là những cuốn của Toshiba nó sạch sẽ như thế này thì xài yên tâm. Tiếp tục chúng ta lại có một cuốn của GES Japan xịn băng 60 phút, có lọc nhiễu giải thấp, dây băng còn mướt. Những cái cuốn này em cho rằng nó là sa cạ. Vâng, rất may mắn chúng ta lại có một cuốn của Toshiba dòng dấu đỏ băng đẹp, yên tâm. Và cuối cùng rồi, chúng ta có một cuốn của Toshiba đẹp luôn, mướt mượt mượt, có dấu đỏ ở đây nha, bom bít. Xin báo cáo với anh Bá Châu, anh cũng là một trong những khách hàng mua của em tương đối nhiều thứ, và ngày hôm nay như một cái động thái tri ân thì em
muốn để cho anh cái lô băng này. Trước tiên là anh chơi sưu tầm, sau nữa thì trong những cái khoảng thời gian rảnh rỗi thì anh có thể bỏ cái đám này ra, kiểm tra từng cuốn, cuốn nào mà nó có sẵn nhạc ngon rồi thì mình giữ lại mình chơi đỡ phải ghi thâu, còn cuốn nào mà mình thấy nó chưa có chương trình hoặc là chương trình nghe nó không vào cái lỗ tai thì anh có thể tự triển khai để ghi những cái băng mà mình yêu thích. Còn về giá thì báo cáo với anh là thực sự là em bán cái lô này cho nó vui thôi. Anh thì suốt từ năm ngoái đến năm nay căn dặn em khá nhiều lần, nhưng kỳ thực là cái nhu cầu về băng một nước của các bác là quá lớn, em không thể nào mà đáp ứng đầy đủ được. Cho đến ngày hôm nay thì có cái lô này, em cũng mong là anh Bá Châu vào xem video, nếu ưng thì nhắn lại qua Zalo với em, nếu anh không ưng thì đây lại là một cơ hội đến với những bác khác. Vâng, phần trình bày của em đã xong, mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.